Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN. Trở lại với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Knight of Columbus Council 14774 và ra mắt CD tiếng gọi do Sông Tiền gửi đến quý vị từ giáo xứ Mẫu Tâm, thành phố Portland, Arkansas. Sông Tiền xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2013, Hiệp sĩ đoàn các thánh tử đạo Việt Nam thuộc chi đoàn 14774, giáo xứ Mẫu Tâm, thành phố Portland, tiểu bang Arkansas, có tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập và ra mắt CD tiếng gọi. Xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi. Buổi lễ tổ chức kỷ niệm 4 năm thành lập và ra mắt CD tiếng gọi của nhạc sĩ Hạt Bụi diễn ra tại phòng họp đoàn Knights of Columbus, giáo xứ Mẫu Tâm, thành phố Portland, tiểu bang Arkansas. Sau phần đón tiếp và chào mừng quan khách do ông Đinh Văn Cho là Grand Knight, trưởng chi đoàn Knight of Columbus Council 14774, là lời cầu nguyện và dâng lên Thiên Chúa của Linh Mục Lê Thanh Quang. Thầy Chúa, hôm nay kỷ niệm 4 năm ngày thành lập đoàn Knight of Columbus. Tiếp theo là ông Đinh Văn Cho chia sẻ về những công tác mà các hiệp sĩ đoàn Columbus đã làm được từ ngày thành lập đến nay. Trong những năm qua, đặc biệt năm vừa qua, đoàn Knights of Columbus chúng tôi đã làm được một số việc phục vụ và bác ái rất khiêm nhường trong cộng đoàn Công giáo Việt Nam và giáo xứ Mẫu Tâm. Đi thăm viếng, an ủi những người ốm đau, già yếu ở bệnh viện hoặc nơi ở. Chia sẻ đến cư dân vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong trận bão lụt Sandy, trận lụt ở White City, Scotland. Và đặc biệt công việc chính của Trung ương đoàn là hỗ trợ rất nhiều cho công việc của Tòa Thánh La Mã hàng năm. Chúng tôi sẽ có bữa cơm cho người nghèo vô gia cư vào mùa holiday năm nay dự trù đầu tháng 12 tại hội trường giáo xứ. Ông Nguyễn Thắng nói về CD tiếng gọi và tác giả Hạt Bụi, cũng như việc ra mắt CD để gây quỹ cho các hiệp sĩ đoàn Columbus chi đoàn 14774 thực hiện các công tác nhân đạo. Với sự cảm nghiệm của con, cách đây 18 tháng, đến nay con đã hoàn thành CD tiếng gọi. Qua tổ chức Columbus, mong quý vị đón nhận nhiệt tình để tổ chức có điều kiện giúp đỡ những nơi cần thiết, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Mong quý vị ủng hộ con và tổ chức Columbus. Hai linh mục Peter Quang Lê và Henry được vinh dự mời cắt băng và ra mắt CD tiếng gọi. Ở trong cái tôn chỉ và mục đích của đoàn Columbus là bác ái, huynh đệ, hiệp nhất và ái quốc, thì trong khi đoàn Columbus đang cần tiền để mà sinh hoạt thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Và tiếng gõ cửa đó là từ nhạc sĩ Hạt Bụi đã gõ cửa và thân tặng những cái CD này để làm quỹ cho đoàn Columbus có cơ hội được tín nhân tín mạnh hơn. Và trong một phần nữa là anh cũng là một thành phần của trong đoàn Columbus. Cũng có cái may mắn được biết nhạc sĩ ẩn danh Hạt Bụi. Vô tình thôi sau khi tiết lộ thân phụ cho nên tôi mới đoán ra, nhưng khởi đầu thì chưa dám chắc lắm. Thì vì tôi cũng biết tâm tình của anh ấy, là người được Thánh Linh đã tác động linh ứng trong nhiều năm từ khi theo phong trào Charismatic Renewal đoàn súng do Cha Quang khởi xướng ở Fort Smith, và nhờ đó anh đã có rất nhiều ngẫu hứng cũng như là linh hứng để mà viết nhạc và chia sẻ những cái khao khát về đời sống tâm linh. Thành ra Hạt Bụi, nhạc sĩ tuy là Hạt Bụi nhưng mà một Hạt Bụi rất là xuất sắc, đã phản ánh cái sự tốt lành tốt đẹp của Thiên Chúa và đã làm cho chúng ta một cái tác phẩm, và cũng đánh dấu một cái tác phẩm cho chúng ta được thưởng thức sau này. Chúa hỏi con rằng con có yêu Ngài không, thì con biết trả lời sao, khi thân con trôi Ngài từng giây, trôi Ngài trong toàn tính ươn hèn, và trôi Ngài trong cái sống con, đông đinh Ngài trong cuộc đời con. Xin lỗi Chúa, con xin lỗi Chúa,
vì ngày qua con sống xa ngài, tâm thân này hèn yêu ngài ơi, cuối xin ngài sửa dạy hồn con. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi từ giáo xứ Mẫu Tâm, thành phố Baling, tiểu bang Arkansas. Song Tiền kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN.